Ôi trời ơi, cà rau 2 kg, cần 2,5 kg. Nè, ốc này hồi chặt ra con nào mình chặt ra ăn thôi. Thì ăn nhiêu lấy đi. Chứ lựa ra được nó lấy cái gỗ nữa. Rồi, Còn chứ cái nào ấy gọng vậy trong ba cho rồi đó ha. chứ mà nếu mà chặt hết là nó chết rồi, có bụng gì nó mới sống nè. Ốc này cắt xong rồi mình bỏ muối vô nha, với miếng ớt vô để cho nó ra chất dơi. Tại vì ốc này ốc nước ngọt, mình bỏ muối rồi là nó ra nhả bùng ra. Xong mình bắt dầu lên nha. Bò lãng nhãn dầu nó vàng lên này, xong xong mình đổ ốc vô. Ốc xanh xanh lên, cái bỏ nước cốt dừa vô, cái bỏ muối với đường nha. Ốc này mình dằn muối với đường thôi chứ đừng có bỏ bột ngọt vô, ăn vô nó thanh cái miệng. Rồi nước cốt nhất vô nha. Rồi có nhất là cái xong sôi tí xíu thì mình bỏ cái lá cách vô nữa là mình xử thôi. Mình bỏ lá cách vô nha. Tại lá cách tại giường mới như hơi nhiều. Rồi cũng xong là mẹ ốc. Xào cốt dừa nha, với lá cách nha. Mẹ ốc hút nha. Mày cả nhà ốc hút nha. Một khúc 180 con. Vậy còn muốn không ra nữa. Cào lâu lắm cho nó teo ruột rồi. Cả nhà ông Út hút. Một chảo ăn béo. Rồi hết nữa. Thôi vậy chứ không hết. Ăn đi. Rồi, nhà dân ưa không à. Rồi lấy hạt tâm cho mình. Dạ. Này gặp làm hồi trưa à. Vô trong phòng á. Có cái bịch ống bịch tâm ở trong cái bóp của cha.